Xin chào quý vị và các bạn yêu âm nhạc. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 9, Hùng Nguyễn Đông Anh mới về chiếc âm ly Acouphe đẹp xuất sắc. Đây là một chiếc âm ly còn nguyên thùng xốp. Hàng demo của nguyên thùng xốp đẹp đến 99%. E600 là một trong những model âm ly của hãng Acouphe có chất lượng cao, hình thức đẹp và phối ghép được với rất nhiều những hãng loa. Chiếc âm ly tại Nguyễn Đông Anh là một trong những chiếc âm ly đẹp xuất sắc đang có tại đây. Bề mặt của chiếc âm ly này 100% không có vết chảy xước hay vết xước lông mèo, dù là nhỏ nhất cũng không có. Đẹp tuyệt đối. Hiện nay âm ly Acouphe E600 đang được bán tại Hùng Nguyễn Đông Anh với giá là 118 triệu đồng. Quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm này, vâng, quý vị đang cần tìm một chiếc âm ly đẹp và chất lượng để ghép cho những cặp loa yêu thương của mình, thì xin mời hãy đến với Hùng Nguyễn Đông Anh để xem hàng trực tiếp. Địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Và tôi xin lưu ý đến quý vị và các bạn là chiếc âm ly E600 đã sử dụng mạch class A nên chất lượng âm thanh sẽ rất sinh động và rất hay. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm thì xin mời đến với Hùng Nguyễn Đông Anh hoặc gọi điện qua số điện thoại 0984 285 477 để biết thêm thông tin chi tiết. Ngoài chiếc âm ly Acouphe E600 thì tại Hùng Nguyễn Đông Anh còn rất nhiều những mẫu âm ly Acouphe khác. Xin mời quý vị hãy trực tiếp đến với Hùng Nguyễn Đông Anh để biết thêm được nhiều sản phẩm đẹp xuất sắc đang có tại đây.